Mẹ muốn thử thì về nhà thử. Được chưa, được chưa, được chưa? Về mua bò, sẵn đi. Các em nhớ đóng tiền đầy đủ nha. Cháu già mà giả nơi tư, ngu ngu ngơ ngơ, ghét ơi là ghét. Cái lớp gì đâu, cứ rần ngọt rồi hố lên. Đừng có ngủ quên trong chiến thắng. Mấy em mà cứ mới có điểm, tí điểm là đã nghỉ học, lơ là trong việc học rồi, không có làm được gì đâu. Bất mãn với em quá. Bây giờ tụi bay có muốn thi tốt nghiệp hay không? Đúng không? Được chưa? Thái độ của em là sao? Trong đó giáo viên đúng không? À, câu nói đó chỉ có thể là hay nở đúng không? Cô Hằng. Đúng rồi. Cô Hằng. Cung Ngân. Cô Tính. Cô Tính. Hay nở. Năm lớp 10 là thầy Thắng dạy ngữ văn. Năm lớp 11 là cô Hiền dạy công nghệ. Năm lớp 12 là cô Hương dạy công nghệ luôn. Lớp 10 là cô Thúy. Lớp 11 là cô An. Lớp 12 là thầy Cần. Lớp 10 là thầy Sáu. Lớp 11 là cô Hằng. 12 là cô Nữ. Năm lớp 10 là cô Hằng. Năm lớp 11 là cô Nữ. Lớp 12 là thầy Thắng. Dễ thương, vui tính như lại lạ. Thứ nhất là nhỏ bé, dễ thương. Hai là cô rất là nhẫn nhịn tụi em. Dạ là nhỏ, tốt, xinh. Thầy Thắng là nhỏ bé, dễ thương, nghiêm khắc nữa. Nhỏ bé, xinh xinh, dễ thương, xinh đẹp, chịu chơi và tâm lý. Chưa từ quần được lớp trưởng, chưa có tham gia được nhiều hoạt động của trường lớp, chưa chơi cho đã, không dành được nhiều thời gian hơn cho bạn bè, chưa tuổi trẻ thì chưa chơi được hết mình. Em muốn xin lỗi thầy Rắc, bởi vì trong suốt quá trình học thì em đã không chú ý lắng nghe thầy giảng làm thầy buồn. Em sẽ gửi lời xin lỗi đến thầy Mai, tại vì em đã không có tự cố gắng bản thân mình nhiều hơn. Nên là em xin lỗi thầy Thắng chủ nhiệm, tại vì em chưa học hết sức. Xin lỗi về cô Nữ, vì những lúc giảng bài thì tụi em ăn bánh tráng, nói chuyện, rồi không tập trung, làm cô nói phải nói đi, to tiếng. Muốn xin lỗi cô. Nếu được xin lỗi thì em xin lỗi cô đồng vệ sinh. Có lần cả lớp không ai đi cô để cơ nghiệp cô, để cô tự đi. Muốn nói lời xin lỗi với cô. Mong cô đừng có giận lớp. Nhân cái dịp lễ trưởng thành video này thì em muốn cảm ơn tất cả các giáo viên của trường Phú Hòa, dù là những người có dạy hay không thì cũng đã đóng góp công sức của mình để dạy dỗ học sinh lên mình. Cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em. Nếu không có thầy cô thì chắc gì là tụi em đã trưởng thành như ngày hôm nay. Với thầy cô là chúc thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp của mình. Dạ, em cảm ơn tất cả thầy cô trường trung học phổ thông Phú Hòa đã dạy dỗ em. Tụi em thì muốn chúc tất cả thầy cô thì mạnh khỏe, sẽ thành công về trong công việc giảng dạy của mình.